xúc động người cha chạy xe ôm công nghệ kiêm đánh giày để nuôi hai con nhỏ. Tối ngày 6 tháng 5, mạng xã hội không ngừng lan truyền đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc một tài xế xe ôm công nghệ ngồi dưới gốc cây tranh thủ đánh giày và chăm sóc cho hai con nhỏ. Được biết, đoạn video xúc động ấy ban đầu được một tài khoản TikTok đăng tải và cư dân mạng không ngừng chia sẻ trên khắp các hội nhóm. Người xem qua khoảnh khắc ấy không khỏi xót xa trước cảnh gà trống nuôi con. Người cha phải làm cùng lúc hai công việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống và chăm lo cho hai con nhỏ. Tiết trời tháng 6 đã dần oi bức, người cha rất cẩn thận chăm lo cho hai con. Trong khi bé gái được cài tóc gọn gàng, sạch sẽ, thì bé trai được đội nón để tránh nóng. Có thể nói anh xe ôm công nghệ này chăm con chu đáo chẳng kém gì những người mẹ. Theo tìm hiểu của Tin 3 Phút, anh xe ôm công nghệ này đã chịu cảnh gà trống nuôi con suốt mấy năm nay. Anh phải dắt theo hai con rong ruổi khắp các nẻo đường Hà Nội để kiếm tiền vì không có người trông phụ hai bé. Dù biết các con theo mình sẽ rất cực khổ, nhưng vì hoàn cảnh bất khả kháng nên người cha phải cắn răng chịu đựng. Khoảnh khắc gà trống nuôi con ấy nhận được vô số sự đồng cảm từ cư dân mạng, đặc biệt là những người trong cùng hoàn cảnh. Dù chưa biết rõ câu chuyện thật sự đằng sau, bậc làm cha làm mẹ không khỏi mũi lòng và để lại những lời bình luận động viên. Thương các bé quá, còn nhỏ mà đã phải theo cha để mưu sinh ở nơi nắng nôi như vậy rồi. Ai biết địa chỉ của anh không, mình muốn mua sữa tặng các bé. Cũng là một người mẹ đơn thân nên xem video này, mình thấy đồng cảm vô cùng. Hy vọng ba cha con sẽ sớm có cuộc sống tốt hơn. Thương quá, còn đang ở cái tuổi ăn tuổi lớn mà phải theo cha kiếm tiền rồi sao? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.